Xin chào tất cả các bạn, mình là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hai lần xâm lược Nhật Bản bất thành của đế quốc Mông Cổ vào năm 1274 và năm 1281. Từ đầu thế kỷ 13, tộc Mông Cổ đã trở nên hùng mạnh ở cao nguyên Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn. Cũng như bao đế quốc khác, đế quốc Mông Cổ được hình thành từ những trận chiến liên miên, dai dẳng và đẫm máu, trải dài qua 6 thập kỷ chinh chiến. Nói về sức mạnh của đế quốc Mông Cổ, có một câu nói chứ danh rằng vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc lại được nữa. Năm 1271, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt xưng đế, đổi quốc hiệu là Nguyên, với nghĩa khởi đầu Nguyên Thủy, lấy hiệu là Nguyên Thế Tổ. Nhà Nguyên thường bắt các nước nhỏ bé xung quanh phải xưng thần và triều cống như là cách để thể hiện sự uy quyền của thiên triều. Và rồi, họ bắt đầu muốn vươn tầm, xâm lược đến Nhật Bản, chỉ cách Đại Nguyên một vùng biển không xa. Nguyên Thế Tổ sai sứ giả đến Nhật Bản, yêu cầu thiên hoàng phải xưng thần và cống nạp hàng năm nếu như không muốn mất nước, nhà tan. Lúc này, Nhật Bản đang ở trong thời kỳ của Mạc Phủ, Kamakura, nhưng quyền lực và phần lớn các lãnh địa lại rơi vào tay tộc Hojo. Người đứng đầu là quan nhiếp chính Hojo, Tokimune, cho nên những yêu sách của Nguyên Thế Tổ không thể đến được tay thiên hoàng và bị từ chối thẳng thừng bởi Hojo Tokimune. Các sứ giả của Đại Nguyên tay không mà trở về khiến Hốt Tất Liệt vô cùng tức giận và cho đó là sự xúc phạm, nhưng vẫn chưa thể làm gì được Nhật Bản vì cuộc chiến tranh với Nam Tống đang ở trong giai đoạn ác liệt nhất. Đến năm 1273, sau khi Thành Tương Dương bị hạ, nhận thấy lúc này đã thích hợp để tiến hành chiến tranh với Nhật Bản, Hốt Tất Liệt lên kế hoạch xây dựng hạm đội viễn chinh, bắt chư hầu Cao Ly đóng 900 chiếc thuyền lớn nhỏ, huy động hơn 30.000 quân lính dưới sự chỉ huy của nguyên soái Mông Cổ Hốt Đôn và phó soái người Hán Lưu Phục Hưởng. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1274, Răng Buồm khởi hành từ Nam Cao Ly, trên đường biển ùn kéo đến Nhật Bản. Với vị trí gần nhất, quần đảo Tsushima trở thành mục tiêu đổ bộ đầu tiên của hạm đội Mông Nguyên. Do đã được Mạc Phủ cảnh báo từ trước, lãnh chúa của Tsushima là Shosuke Kuni đã dẫn đội kỵ binh của mình gồm 80 samurai đứng trước bờ biển sẵn sàng nghênh chiến. Với lực lượng đông đảo và thiện chiến, quân Nguyên dễ dàng đánh bại quân Nhật. Lãnh chúa Shosuke Kuni tử trận và Tsushima thất thủ. Sau đó, quân Nguyên đã tàn sát hầu hết cư dân trên hòn đảo và tiếp tục tiến quân đến đảo Iki vào ngày 13 tháng 11. Lãnh chúa đảo Iki là Taira Nokagetaka dẫn 100 kỵ binh và 1.000 bộ binh đối đầu trực tiếp với đại quân Mông Cổ, tương tự gặp thảm bại và toàn bộ quân Nhật bị tàn sát. Quân Nguyên tiếp tục vượt biển, đổ bộ vào vịnh Hakata, thủ phủ của quần đảo Kyushu, dẫn đến trận đánh quy mô đầu tiên giữa hai bên. Quân Nhật có khoảng 3.000 quân tham chiến. Quân Nguyên tham chiến tại Hakata cũng chỉ rơi vào tầm 4.000 quân. Số còn lại đang lênh đênh giữa biển, xem xét tình hình. Quân Nguyên đổ bộ lên bờ bằng những tấm khiên dày đặc, tạo thành lá chắn phòng thủ trước làn mưa tên từ phía quân Nhật và bắt đầu tấn công bằng một loạt bom. Quân Nhật vỡ trận, buộc phải rút lui sâu, cố thủ chờ tiếp viện. Phó soái Lưu Phục Hưởng dẫn quân đuổi theo truy kích, không may bị tên bắn trúng mặt và ngã, nhưng không chết. Lưu Phục Hưởng đau đớn quay về tàu chiến cùng bàn bạc về chiến lược tiếp theo với nguyên soái Hốt Đôn. Hốt Đôn muốn tiếp tục tấn công trong đêm trước khi quân tiếp viện của Nhật đến vào trời sáng. Lúc này, một phó soái người Cao Ly là Hồng Trà Khâu đứng ra can ngăn vì lo lắng rằng quân Nguyên đã quá kiệt sức sau trận chiến và cần được nghỉ ngơi. Hốt Đôn chợt nhận ra bão bắt đầu nổi lên ngoài khơi. Lại nghe lời can gián của Hồng Trà Khâu, ông đồng ý ra lệnh rút toàn bộ lực lượng trên bộ trở về. Bởi vì nếu bão to hơn thì hai bên sẽ bị chia cắt hoàn toàn. Chưa kể khả năng quân Nhật hoàn toàn có thể tập kích bất ngờ trong đêm. Nhưng hóa ra đó lại là một hành động tự tay bóp chết quân mình. Bão đêm đó lớn hơn Hốt Đôn dự đoán. Hàng trăm con tàu bị nhấn chìm xuống đáy biển, mang theo mạng sống của 13.000 binh sĩ. Đến sáng hôm sau, cả hạm đội Mông Nguyên tan tác, chỉ còn lại quá nửa quân số. Không thể tiếp tục cuộc chinh phạt, quân Nguyên đành quay về Cao Ly. Cuộc xâm lược kết thúc nhanh gọn chỉ trong vòng một tháng. Thất bại ê chề đã chạm vào lòng tự ái của Hốt Tất Liệt và càng khiến cho tham vọng chinh phạt Nhật Bản trở nên lớn hơn nữa. Mặc dù thất bại trong cuộc xâm lược thứ nhất, nhưng Hốt Tất Liệt vẫn không muốn từ bỏ tham vọng nuốt chửng Nhật Bản. Nhằm một lần nữa thăm dò Nhật Bản, vào tháng 9 năm 1275, Hốt Tất Liệt cử một đoàn gồm 5 sứ thần nhà Nguyên đến Kyushu yêu cầu thiên hoàng phải thân hành đến đại đô để thần phục trước hoàng đế nhà Nguyên và từ chối rời đi mà không được hồi âm. Đáp lại yêu sách này, nhiếp chính Hojo Tokimune đã ra lệnh áp giải đoàn sứ thần nhà Nguyên về Kamakura và sau đó chém đầu tất cả. Phía Mạc Phủ Kamakura cũng biết nhà Nguyên không dễ gì bỏ cuộc. Vì thế, họ gấp rút chuẩn bị để đối phó với một cuộc xâm lược nữa có thể xảy ra. Nhiếp chính Hojo Tokimune
cũng ra lệnh cho các lãnh chúa sửa sang, củng cố các thành trì ven biển, xây các bức tường lũy bằng đá cao trên 2 mét, tạo thành một phòng tuyến kiên cố dọc theo bờ biển tại vịnh Hakata. Chuẩn bị một cuộc chiến chống ngoại xâm mà chắc chắn sẽ mạnh mẽ và lớn hơn trước rất nhiều. Năm 1279, nhà Nguyên cuối cùng cũng tiêu diệt được Nam Tống, làm chủ cả vùng Hoa Nam rộng lớn. Khi không còn chiến sự, Nguyên Thế Tổ lại cử tiếp đoàn sứ giả đến Nhật Bản để thăm dò. Tương tự, cả đoàn bị chém đầu như lần trước. Quá tức giận trước hành động sắc sược của người Nhật, ông quyết tâm dồn lực chuẩn bị cho cuộc xâm lược lần thứ hai. Rút kinh nghiệm lần trước, cuộc xâm lược được phát động sớm vào mùa xuân để tránh mùa bão. Lần này có đến 2 đạo quân Nguyên được huy động. Đạo quân đầu tiên xuất phát từ Nam Cao Ly, gồm 900 tàu chiến và 40.000 quân Mông Ly Hán, tiếp tục do Hốt Đôn và Hồng Trà Khâu chỉ huy, gọi là Đông Lộ quân. Đạo quân thứ hai xuất phát từ Giang Nam, có số lượng đông đảo hơn nhiều nhờ tận dụng được nguồn nhân lực dồi dào của đất Hoa Nam, gồm 100.000 quân và 3.500 tàu chiến do hàng tướng Nam Tống Phạm Văn Hổ chỉ huy, gọi là Giang Nam quân. Cả hai hẹn nhau hội quân ở đảo Iki để cùng nhau tấn công Kyushu, nhưng vì lý do khó khăn về hậu cần nên Giang Nam quân chậm trễ không thể đến kịp, chỉ có Đông Lộ quân đến chiếm Tsushima và Iki. Không đợi Giang Nam quân đến, Đông Lộ quân tiếp tục một mình tấn công vào vịnh Hakata. Cuộc chiến kéo dài suốt hơn một tuần lễ. Quân Nguyên vẫn không thể xuyên phá nổi hệ thống thành lũy vững chắc của quân Nhật, cho dù đã sử dụng đến cả máy bắn đá. Thời tiết lại hay thay đổi đột ngột, khiến cho dịch bệnh sinh sôi. Ít nhất có đến 3.000 lính Nguyên đã chết vì dịch bệnh. Càng ở lại lâu thì càng xa lầy, nên Đông Lộ quân đã rút về đảo Iki chờ Giang Nam quân đến tiếp viện. Quân Nhật ở hai đảo Tsushima và Iki tiến hành phản công, giành lại được quyền kiểm soát. Đông Lộ quân không đánh nổi, đành phải loay hoay trên biển, tìm nơi đổ bộ khác. Năm 1281, Giang Nam quân cuối cùng cũng đến nơi. Hai đạo quân Nguyên hợp lại với nhau, tạo thành một hạm đội khổng lồ với tổng số hơn 11 vạn quân. Lần này, quân Nguyên dồn lực tấn công một điểm yếu trên phòng tuyến của quân Nhật, nơi chỉ có rất ít quân phòng ngự. Đúng lúc quân Nguyên đang chiếm dần ưu thế thì một trận bão lớn bất ngờ ập đến. Cơn bão này lớn hơn cơn bão của 7 năm trước, nghiền nát hầu như tất cả hạm đội, 4.400 tàu chiến. Quân lính chết vô số kể. Đến khi cơn bão tan đi, tàn quân Nguyên chạy về được Cao Ly thì chỉ còn lại khoảng 30.000 người. Lại một lần nữa, Nhật Bản chiến thắng đế quốc Mông Nguyên nhờ bão táp. Người Nhật tin rằng các vị thần của họ đã gửi đi những cơn bão để bảo vệ Nhật Bản khỏi quân Mông Cổ. Họ gọi cơn bão là Kamikaze hay Thần Phong, ngọn gió thần. Quốc Tất Liệt dường như đã tin rằng Nhật Bản được bảo vệ bởi các lực lượng siêu nhiên và thất bại nặng nề tại đây làm ông chùn bước đôi chút. Nhưng ông vẫn giữ tham vọng xâm lược Nhật Bản và thậm chí còn có ý định phát động cuộc xâm lược lần thứ ba. Tuy nhiên sau thất bại tại Nhật Bản, đạo quân bách chiến bách thắng của đế quốc Mông Cổ tiếp tục nếm mùi thảm bại và thậm chí còn nặng nề hơn ở Đại Việt vào năm 1285 và năm 1287-1288. Do đó Hốt Tất Liệt mới quyết định từ bỏ tham vọng chinh phục đảo quốc này. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!